Hello, xin chào. Xin chào anh chị và các bạn đã đến với cái video này của tôi. Trong video này thì tôi sẽ là chia sẻ cho anh chị đó là cái cách thức để cho chúng ta có thể là xây dựng một cái team marketing tốt nhất cho cái hoạt động doanh nghiệp của tất cả anh chị. Và xin thưa với anh chị, cái file này là một cái file rất là quý các anh chị nha. Đây không phải là một cái file mà các anh chị có thể dễ dàng tìm thấy ông ạ ở trên internet, bởi vì đây là một cái file mà đang được triển khai cho rất rất là nhiều đối tác, và bản thân tôi cũng đang là người giúp đỡ cho rất là nhiều những cái đối tác để có thể là thực hiện được. Tôi đã kết nối rất là nhiều những đối tác của tôi để có thể là xây dựng được những cái hệ thống marketing, một cái team marketing rất là chuẩn và rất là tối ưu về mặt chi phí cũng như là cái tính hiệu quả rất là tuyệt vời, và nó gia tăng cái mức độ nhận diện thương hiệu trên internet rất là tuyệt vời anh chị nha. Ok, thì trước khi mà chúng ta đi vào phần chính thì xin cho phép tôi được chia sẻ một chút về cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào phần chia sẻ chính ấy, thì tôi cũng xin được giới thiệu một chút. Thì tôi là Nguyễn Văn Hùng, thì đây là một vài những hình ảnh trong cái quá trình mà hoạt động trong lĩnh vực marketing của tôi. Thì tôi cũng đã tham gia rất là nhiều những cái chương trình đào tạo ở trong nước với cái mức phí rất là cao, và tôi cũng đã tham gia rất là nhiều những dự án lớn liên quan đến internet marketing, đến đào tạo. Và hoạt động chính của tôi hiện tại thì tôi đang làm về chuyên về tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là xây dựng hệ thống marketing. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách thức để xây dựng một cái hệ thống marketing, một cái team marketing rất là tuyệt vời để giúp cho anh chị có thể xây dựng được một cái thương hiệu trên internet cũng như là cái hiệu quả công việc. Vậy thì tôi tin chắc rằng nếu mà anh chị mà đã xem đến cái video này thì chúng ta chắc chắn sẽ biết về một trong những cái định nghĩa là thường thường ở trong doanh nghiệp cái hoạt động sale và marketing thì nó chiếm tới 60% anh chị nha, nó chiếm tới 60%. Chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy được rất là rõ là cái tầm quan trọng của việc marketing và việc xây dựng team marketing, nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc đó là nó giúp cho các doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững và cái thương hiệu cũng như cái uy tín của doanh nghiệp của bạn nó được nâng cao, đặc biệt là trên môi trường internet. Và nếu như mà các anh chị đang triển khai các hoạt động marketing nhưng anh chị thấy rằng là cái đội ngũ nhân sự của mình cũng như là cái cách thức mà mình đang triển khai nó chưa hiệu quả, thì đây cũng là một cái video anh chị cũng có thể tham khảo thêm anh chị nhé. Anh chị có thêm được những cách làm mới, có thêm được những chiến lược mới, có thêm những mô hình mới, cách thức mới để anh chị có thể áp dụng vào hoạt động kinh doanh của mình và giúp cho anh chị có thể gia tăng được cái thương hiệu, cái giá trị về thương hiệu cũng như là cái sự phát triển trong doanh nghiệp. Ok. Video này thì đặc biệt thì ví dụ như là những anh chị mà muốn xây dựng một team marketing nhưng mà chưa biết cách và chưa biết bắt đầu từ đâu, thì đây là thực sự là một cái video, đây thực sự là một video tuyệt vời, một video rất là hữu ích. Và các anh chị khi mà nắm được những cái keyword trong cái video này thì các anh chị có thể xây dựng được một cái team marketing, một cái đội ngũ marketing, và nó sẽ giúp cho anh chị tiết kiệm được rất là nhiều những cái chi phí, không phải mất những cái khoản phí mà nó là nó mà có thể là nó sẽ không mang lại cái hiệu quả. Ok. Đồng thời ấy, thì ở trong cái video này thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh chị cách thức để giúp anh chị có thể xây dựng một cái team marketing chất lượng, hiệu quả và đặc biệt là tối ưu về phần ngân sách. Ok. Đấy, và cái phần rất là quan trọng ở trong hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh chị đó là cách thức để cho anh chị có thể là xây dựng được một cái thương hiệu của mình ở trên internet. Bởi vì bây giờ kinh doanh mà không liên quan đến internet thì thực sự là giống như Bill Gates đã nói, thì tốt nhất là chúng ta không nên kinh doanh nữa. Ok. Tất nhiên không phải ngành hàng nào thì cũng liên quan đến internet, nhưng mà nên liên quan đến internet. Tại vì internet là một cái đòn bẩy
để giúp chúng ta có thể gia tăng được cái thương hiệu và giúp doanh nghiệp chúng ta phát triển một cách bền vững hơn. Ok. Và bây giờ thì xin phép đi vào phần chính. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị đó là cái cách thức để anh chị có thể xây dựng được một cái team marketing. Vâng ạ. Thì đương nhiên thì cái để mà chúng ta xây dựng một cái team marketing này thì cần phải có một cái người quản lý cái đội nhóm marketing này, đúng không ạ? Thì cái người quản lý đội nhóm marketing này thì gọi là manager marketing hay là giám đốc marketing. Vâng ạ. Đó. Thì những người này, người nắm ở vị trí này thì họ cần phải có những cái tiêu chí gì, đúng không ạ? Thì họ cần phải có những cái tiêu chí như sau, ví dụ như là họ cần phải có những kinh nghiệm quản lý về các dự án marketing trên 5 năm nha, trên 5 năm, và biết tất cả mọi thứ, họ biết hầu 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 như tất cả mọi thứ về marketing các bạn ạ. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái vị trí giám đốc marketing này đó. Đồng thời họ cũng phải biết quản lý và kết nối các bộ phận trong phòng đó, người đưa ra được những cái định hướng, các cái KPI để quản lý và triển khai những ngân sách marketing các anh chị nhé. Đó, các anh chị có thể ghi lại đó, cái chân dung của một cái người giám đốc marketing thì phải đáp ứng được những cái tiêu chí như thế thì mới có thể là đảm đương được cái vị trí là giám đốc marketing anh chị nhé. Đó, đây là một phần rất là quan trọng. Và lưu ý lại một phần nữa, đây là một cái tài liệu rất là quý, rất là hiếm, ở bên ngoài kia các anh chị sẽ không tìm thấy đâu anh chị nhé. Và cái đây chính là cái quy trình để anh chị có thể xây dựng một cái, đây chính là một cái sơ đồ anh chị có thể xây dựng được một cái hệ thống, cái team marketing mạnh anh chị nha, xây dựng team marketing mạnh. Và đây là một sơ đồ đã được gì ạ, được kiểm chứng và đã áp dụng rất thành công ở bên ngoài kia các anh chị nha. Đó, và thực sự là rất là may mắn ấy, thực sự rất là may mắn thì tôi đã có cơ hội để chia sẻ cái điều này cho anh chị. Và các anh chị hãy 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 ghi nhớ nhé, hãy ghi nhớ. Và nếu anh chị có cái đủ nguồn lực thì anh chị hãy phát triển nó theo đúng những cái thứ đã được ghi chép, đã được notes ở đây nha anh chị nhé. Anh chị càng chú ý bao nhiêu thì nó sẽ rút ngắn cái sự sai sót, và nó sẽ giúp cho anh chị cái hoạt động marketing nó được trở nên tốt hơn. Thì ở trong một cái team marketing, một cái phòng marketing nó sẽ gồm có 7 phòng ban anh chị nhé, 7 phòng ban nhỏ đó. Đầu tiên chính là bộ phận đó gì ạ, bộ phận content, bộ phận nội dung nha. Thứ hai là bộ phận gì ạ, bộ phận lập trình viên. Thứ ba là đội gì, đội 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 ngũ gì ạ, thứ ba chính là đội ngũ sale các bạn nhé, đội ngũ sale manager này anh chị nhé. Tiếp theo là gì ạ, chính là đội ngũ làm gì ạ, đội ngũ digital marketing. Đội ngũ gì ạ, tiếp theo nó là phòng thứ năm ở đây chính là phòng media đúng không ạ, và phòng quảng cáo. Các bạn chuyên về quảng cáo, và phòng đó là các bạn chuyên về tổ chức các sự kiện, các event các bạn nhé. Vậy thì ở trong phòng, ở trong trong nhóm content thì ở trong này thì gồm có những cái con người như thế nào. Thì người quản lý nội dung ấy, người quản lý nội dung phải là người có những cái tiêu chí gì ạ, họ cần phải có những kỹ năng về quản lý các bạn nhé. Đấy. Nha, quan trọng nhé. Họ cần phải biết cách lập được kế hoạch nội dung, phân bổ công việc và cho từng các cái dự án cụ thể, và biết lên được những cái deadline và hoàn thành công việc được giao đúng cái thời gian các bạn nhé. Đó, hoàn thành được đúng cái công việc được giao và đúng thời gian các bạn nhé. Đó. Thì ở trong bộ phận nội dung này ấy, thì sẽ có những bạn đó là thuộc biên chế, ví dụ như là bạn chuyên viết content đúng không? Hoặc là chúng ta có thể đó là sử dụng những cái đơn vị thuê ngoài về viết content đúng không ạ? Thì để mà thuê ngoài được thì chúng ta cần phải gì, nên là những cái nội dung và kiểm soát cái nội dung đúng cái thời hạn các bạn nhé. Thì đây là những cái tiêu chí rất là quan trọng của một người làm content. Thì ví dụ như là các bạn đang tìm kiếm một vị trí content thì nó phải đáp ứng được những cái tiêu chí như vậy thì chúng ta thì họ mới có thể đảm đương được cái vị trí đấy cho bạn, và giúp cái công việc của bạn, giúp cái con thuyền của bạn nó được xuôi chèo mát mái và nó được di chuyển ra biển khơi một cách nó dễ dàng hơn các bạn nhé. Ok. Và cái bộ phận thứ hai cũng không kém phần quan trọng đó, đây chính là bộ phận lập trình viên.
Bộ phận lập trình viên này thì cần phải đáp ứng được cái tiêu chí ạ. Thì là những người cần phải có kinh nghiệm về quản lý hệ thống website các bạn nha, biết tối ưu và backup các dữ liệu thường xuyên các bạn ạ. Đó, phải biết tối ưu và backup các dữ liệu thường xuyên. Đó, các bạn nhé. Đó. Nếu như mà người này không có kinh nghiệm về quản lý website và không biết cách backup và xử lý những cái sự cố thường xuyên thì nó có thể dẫn đến cái việc là website của chúng ta bị đánh sập hay là bị lỗi và dẫn đến những cái trải nghiệm không tốt cho khách hàng, đúng không? Đó, và đây là một trong những cái, đây cũng là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để chúng ta có thể lựa chọn được nhân sự trong cái bộ phận lập trình nhá các bạn nhá. Đó, các bạn lưu ý nhá. Đó, họ cần phải có gì ạ? Kinh nghiệm, đúng không ạ? Đó, kinh nghiệm sale nữa nhá. Đó, kinh nghiệm họ có cái kinh nghiệm quản lý hệ thống website. Đó, và backup xử lý các sự cố. Và phòng thứ ba là cái phòng gì ạ? Phòng thứ ba chính là phòng sale. Xin nhắc lại với các bạn là đây là một tài liệu rất là quý các bạn nha, và đề nghị các bạn không chia sẻ ra bên ngoài, chỉ những người nào thực sự quan trọng, chỉ những người nào thực sự là khao khát thì chúng ta mới nhận được cái điều này thôi, và phần thưởng này không dành cho những người ngoài kia các bạn nha. Đó. Và đây là nhắc xin nhắc lại, đây là một trong những cái điều đây là một trong những cái hệ thống mà đang được áp dụng các bạn nha, và áp dụng thành công các bạn nha. Đấy, để các bạn biết chi tiết hơn ấy, thì nếu các bạn ở Hà Nội thì có thể cà phê nhá. Đấy, có thể cà phê mình có thể chia sẻ sâu hơn cho các bạn. Đó. Ở trong đội ngũ sale các bạn này, ở trong đội ngũ sale này thì cần phải có những cái tiêu chí ạ. Thì những người mà quản lý cái phòng sale này này, đó thì họ cần phải gì ạ? Quản lý cái bộ phận sale này họ cần phải gì? Họ cần phải có kinh nghiệm sale trong những dự án lớn. À các bạn nha, phải có kinh nghiệm sale trong những dự án lớn, và gì ạ? Họ phải biết lập kế hoạch sale và biết triển khai trong cái thời gian dài các bạn nha. Đó, và sử dụng thành thạo cái gì ạ? Sử dụng thành thạo các phần mềm sale các bạn nha. Đó các bạn nha. Đó, họ phải biết đi backlink này, họ phải biết viết nội dung này, được chưa ạ? Đó, họ phải biết viết những nội dung mới và viết chuẩn SEO nhé các bạn nhé. Họ phải biết cách quảng bá nội dung, họ phải biết phối hợp với cái bộ phận website để xử lý các cái vấn đề về SEO, đúng không ạ? Họ cũng phải biết phân tích và đưa ra những cái chỉ số báo cáo về tình hình SEO các bạn nhé. Đó, ok. Đấy, là bộ phận SEO cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Ở bộ phận SEO thì giúp cho chúng ta xây dựng được một cái website như nào ạ? Với website mà có những nội dung hữu ích của người dùng và có thể đón được những cái xu hướng tìm kiếm của khách hàng, và giúp chúng ta có được nguồn traffic dồi dào và gia tăng được cái nguồn nhận diện thương hiệu, và cũng như là cái nguồn doanh số, gia tăng được cái doanh số và giúp thúc đẩy cái doanh nghiệp của chúng ta phát triển này các bạn nhé. Đó, ok. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo đó là bộ phận digital marketing ạ. Trong bộ phận digital marketing thì cần phải có những tiêu chí gì ạ? Họ phải là những người phát triển được hệ thống những kênh digital marketing của công ty và có những kỹ năng phân tích các chỉ số trên các kênh truyền thông. Ok, họ phải phân tích được các chỉ số các bạn nha. Đó. Thì có những cái kênh như là Facebook, Instagram, LinkedIn, Medium, Zalo và nhiều kênh khác nữa. Thì họ phải là người gì ạ? Họ phải là người phân tích được các chỉ số, đo lường được các con số và đưa ra được những cái báo cáo và ở trên các cái kênh truyền thông này. Đó, thì mới có thể tối ưu được các bạn nha. Đó, đây nhé các bạn nhé. Đây là một bộ phận nha, và chúng ta tách riêng những bộ phận khác ra. Ok, đây là một trong những bộ phận rất quan trọng, chúng ta cần phải tách riêng ra những bộ phận khác. Ok, anh chị nha. Ok. Bộ phận tiếp theo là bộ phận gì ạ? À, một bộ phận cũng không kém phần quan trọng. Đó là bộ phận media. Đây là bộ phận mà giúp cho bạn quản lý toàn bộ những cái vấn đề về nội dung, hình ảnh và video của công ty. Bộ phận này cần gì ạ? Bộ phận này thì cần phải sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ về media các bạn nha. Đó, ví dụ như là người chụp hình thì phải biết chụp làm sao để cho cái bức hình nó phải có được cái sự thu hút đối với khách hàng, đúng không ạ? Đó, phải có điểm nhấn. Người làm video thì cần phải có góc quay và phải dựng được sử dụng những cái phần mềm để có thể dựng được video
và có một bộ phận đó là thiết kế design những cái banner, những cái một quảng cáo cho chúng ta. Ok. Nha các bạn nha, đây nha, đây nha, các bạn thấy được sự khác biệt nha. Đây là bộ phận digital marketing là riêng này, đó, quản lý các cái kênh truyền thông này. Đó. Còn đây là một bộ phận nữa này, đây là một nhóm nữa này, đó là nhóm gì? Chuyên quảng cáo các bạn nha. Đó, đây là nhóm chuyên quảng cáo luôn. Nhóm chuyên quảng cáo này cần phải có những cái tiêu chí gì ạ? Nhóm chuyên quảng cáo này cũng cần phải đáp ứng được những cái tiêu chí, đó là họ cần phải quản lý được các kênh quảng cáo trả phí của công ty, đúng không ạ? Họ cần phải quản lý được, họ quản lý như thế nào ạ? Các kênh quảng cáo thì một số kênh, ví dụ như là quảng cáo Facebook, quảng cáo Zalo hoặc là các kênh khác nữa, đúng không ạ? Quảng cáo Google và các kênh khác nữa. Đó, cần phải quản lý được những cái hệ thống kênh này, đúng chưa? Họ phải có những cái phần báo cáo và đo lường được, phân tích được những cái chiến dịch thành công và những chiến dịch thất bại để đưa ra được những cái để đưa ra được những cái đánh giá và những cái rút kinh nghiệm cho những cái chiến dịch lần sau các bạn nhá. Thì cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Đấy, cũng không 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 bộ phận này cực kỳ là quan trọng, rất là quan trọng luôn đấy, vì bộ phận này sẽ tiêu tiền mà. Bộ phận tiêu tiền cũng rất là quan trọng, thì chúng ta cần phải có được những cái đánh giá về nhân sự ở trong cái bộ phận này để làm sao cái teamwork marketing này hoạt động một cách trơn tru các bạn nha. Và một bộ phận nữa, một bộ phận thứ bảy, một bộ phận cũng không thể thiếu được, đó là gì ạ? Một bộ phận đó là chuyên viên tổ chức sự kiện các bạn nha. Đó, người chuyên viên tổ chức sự kiện này cũng rất là quan trọng. Thì người này cần phải có được những cái tiêu chí gì các bạn? Đó, cũng phải có những cái tiêu chí để chúng ta đánh giá này, đúng không? Đó, cái bộ phận này đúng không? Thì người này cần phải biết cách là lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện lớn nhỏ của công ty, đúng không ạ? Nếu như một doanh nghiệp chúng ta ít tổ chức sự kiện thì chúng ta có thể thuê bên ngoài nhé. Nhưng mà người này cần phải có đợi một tiêu chí là lập và kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn nhỏ tại công ty nhé. Đó, cần phải có kinh nghiệm, đúng không? Tổ chức sự kiện cần phải có những kỹ năng làm việc đội nhóm này đó, và hợp tác với các bộ phận khác ở trong công ty các bạn nha. Đó, thì đây chính là bảy cái phòng ban ở trong team marketing đó. Thì nếu như mà bạn cái ngân sách của bạn đủ lớn thì các bạn có thể gì ạ? Các bạn có thể xây dựng một cái team marketing này. Và thường một cái team marketing chuẩn ấy thì nó ở bảy phòng ban này thì nó sẽ khoảng từ 30 đến 50 nhân sự. Wow, 30 đến 50 nhân sự thì chính đơn giản thôi, mỗi một nhân sự thì dao động lương độ khoảng tầm 8 triệu đến 10 triệu. Chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên mình sẽ đưa ra một cái con số mang tính chất gọi là để cho các bạn tham khảo thôi. Ví dụ 30 nhân sự thì vị trí ngân sách lương thì sẽ dao động khoảng 240 triệu. Như vậy là nguyên lương thôi thì cũng đã hai từ hai trên 200 triệu rồi các bạn nhé. Thì để chúng ta mới có được một cái team marketing chuẩn chỉnh như thế này đó, được chưa? Và nếu như mà một tháng mà chúng ta không không giúp cho cái bộ mà bộ máy này nó hoạt động một cách trơn tru ấy, thì cái ngân sách nó ngốn thì rất là nhiều các anh chị nha, ngân sách nó ngốn thì rất là nhiều. Tuy nhiên ngày hôm nay thì như có chuyện Hùng có chia sẻ ở trong phần trước ấy, là Hùng sẽ có một trong những cái điều rất là tuyệt vời muốn chia sẻ cho các anh chị em đang xem cái livestream, đang xem cái video này. Đó là gì ạ? Đó là cách thức để anh chị em có thể là tiết kiệm được cái chi phí để xây dựng được cái đội nhóm marketing. Và khi mà tiết kiệm được chi phí, chúng ta vẫn có được những cái hoạt động marketing và nó giúp cho cái thương hiệu của chúng ta được thúc đẩy mạnh mẽ ở trên internet hơn. Đấy, và đồng thời nó giúp cho giá trị của thương hiệu được đẩy mạnh hơn, được gia tăng hơn và được nhận diện nhiều hơn, và đồng thời nó giúp cho cái hoạt động kinh doanh nó được phát triển hơn, bền vững hơn. Ok. Thì một trong những cái điều mà Hùng muốn chia sẻ cho các anh chị đó chính là gì ạ? Các anh chị có thể là nghĩ đến một cái phương án, đó là thuê ngoài ạ. Thuê ngoài team marketing. Tôi biết có rất là nhiều anh chị là đã từng thuê ngoài team marketing. Tuy nhiên hầu hết
anh chị thường là không đạt được những cái con số giống như mình mong muốn, đúng không ạ? Là vì sao ạ? Là vì nhân lực ạ, nhân lực của đối tác, và là gì ạ? Chủ yếu là nhân lực của đối tác không đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị, đúng không ạ? Nhân lực ạ, không đáp ứng được cái nhu cầu. Vâng ạ, các nhân lực của đối tác không đáp ứng được cái nhu cầu này của anh chị, và dẫn đến là gì ạ? Họ có rất nhiều những cái cam kết, tuy nhiên mà ở trong quá trình run ấy thì nó không đạt được những cái kỳ vọng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Hùng thực sự là rất là tự tin, rất là tự tin để có thể chia sẻ cho anh chị một trong những cái đơn vị mà họ hoạt động rất là tốt trong lĩnh vực agency này, trong lĩnh vực hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng team marketing, xây dựng được cái thương hiệu ở trên internet, và để anh chị có thể biết rõ hơn, để anh chị có thể biết rõ hơn, thì ví dụ như anh chị ở Hà Nội thì anh chị có, chúng ta có thể là cà phê, và anh chị có thể cà phê thì anh chị có thể để lại cái phần gì ạ, anh chị có thể để lại phần số điện thoại ở bên dưới cái form của cái video này. Sau đó thì là Hùng có thể là sẽ liên lạc với lại với các anh chị, đúng không, để chúng ta có thể đặt lịch cà phê, và tôi tin chắc rằng là các anh chị sẽ không mất thời gian vô ích với cái cuộc gặp này, bởi vì tôi sẽ mang lại cho anh chị những điều bất ngờ, và chính vì cái cuộc gặp này tôi đã giúp cho đối tác, đúng không, những đối tác tôi đã kết nối được cho những đối tác của tôi có được những cái đơn vị, có được một cái đơn vị đó là gì ạ, có một đơn vị đó là thực hiện những cái hoạt động marketing rất hiệu quả. Và trước khi mà anh gặp tôi thì anh ấy là bó gì ạ? Anh ấy đã làm gì ạ? Anh ấy đã đầu tư ạ, từ 300, hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu cho hoạt động marketing. Nhưng mà là gì ạ? Nó không mang lại một cái kết quả gì cả. Nó không phải là 300 triệu đâu, nó phần nhiều hơn 300 triệu rất là nhiều. Nhưng nó không mang lại cái kết quả gì cả. Tuy nhiên, khi anh gặp tôi và chỉ sau 2 tháng thôi. 2 tháng, sau 3 tháng, chính xác là 3 tháng. 3 tháng thì giờ đây thì cái hoạt cái thì giờ đây thì cái hoạt động cái thương hiệu của anh ấy đã trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì chúng ta có thể search trên Google gì ạ? Vâng, cái thương hiệu đó tên là Forza, vâng ạ. Đây là một cái thương hiệu mà cái keyword này nó là rất là khó rồi nha. Đó, cái keyword này là rất là khó, tuy nhiên là bằng bằng các hoạt động marketing rất là bài bản đấy, chúng tôi đã đẩy đưa cái thương hiệu này lên. Ví dụ như đây chúng ta có thể dễ dàng thấy là gì, đây là cái keyword ấy ạ. Đó, anh chị thấy không, đây là keyword về từ khóa nhé. Đó, và đây ạ, đó đây là keyword là gì, đây là cái thương hiệu xuất hiện ở trang nhất của Google rồi. Đó, và đây là cái website của bên đối tác của chúng tôi. Đó, anh chị có thấy không? Website được thiết kế rất tuyệt vời, đúng không? Đó, các chị có thể lên đây để tham khảo thêm. Đó, và các hoạt động ở trong website thì rất là bài bản, như chúng ta có thể thấy rằng là website này đã báo cáo, đã thông báo lên Bộ Công Thương rồi nhé. Ok, các hoạt động SEO ở trong này thì rất là chuẩn SEO các bạn nhé. Nội dung thì chúng tôi đã nghiên cứu rất là sâu đó, và các anh chị có thể thấy là hình ảnh ở đây thì chúng tôi cũng đã chắt lọc rất là nhiều, đã nghiên cứu rất là nhiều những cái bố cục và đưa ra những cái tư vấn cho đối tác, để đối tác có thể là có được những nguồn nguyên liệu về hình ảnh rất là tuyệt vời đó. Okay. Everything mọi thứ. Khi anh chị vào website này thì anh chị sẽ nhận được những cái chương trình remarketing, những cái chương trình remarketing rất là tuyệt vời. Đó, thì anh chị có thể tham khảo thêm. Còn rất là nhiều 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 đối tác nữa. Thì anh chị chỉ cần nó là một cái thao tác rất là đơn giản thôi. Các anh chị quan tâm, các anh chị vui lòng để dưới phần bình luận. Các anh chị luôn vui lòng để dưới phần bình luận là ở trong cái form nào đấy ở bên dưới. Sau đó thì tôi sẽ liên lạc lại với anh chị. Đó, và thực sự là anh chị đang muốn xây dựng một cái team marketing và ngân sách của anh chị nó phải lớn hơn 30 triệu nha. Đó,
Tại vì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải bài bản. Từ gì ạ? Từ chúng ta xây dựng là cái đầu tiên chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta xây dựng được những hệ thống website, rồi những hệ thống gì ạ? Các kênh digital marketing ạ. Vâng ạ. Rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải xây dựng được nội dung cho website, đúng không? Đó, xây dựng nội dung website chúng ta cần phải có được gì ạ? Chúng ta phải có được những cái nguồn nguyên liệu, đó là media về hình ảnh, về video, đúng không ạ? Đó, và chúng ta cần phải có những cái chiến dịch, đúng không? Những gì để quảng bá thương hiệu, đúng không? Thì everything, mọi thứ nó có một cái quy trình sẵn và đang chờ tất cả anh chị, đó là gì ạ? Các anh chị sử dụng nó và áp dụng nó vào trong hoạt động kinh doanh, và giúp cho các anh chị, đó là gia tăng được nhận diện thương hiệu và giúp cho cái hoạt động của kinh doanh của anh chị nó trở được bền vững hơn, và nó mang lại thật nhiều giá trị cho khách hàng hơn. Ok, cảm ơn anh chị đã xem cái video này. Rất là cảm ơn anh chị đã xem. Và nếu anh chị thấy điều này nó là hữu ích thì anh chị có thể chia sẻ cho những người mà anh chị thấy rằng là phù hợp, đúng không ạ? Và anh chị có thể giới thiệu giúp cho Hùng. Rất là cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rất là hy vọng có thể là chúng ta có thể là gặp nhau trong thời gian tới. Xin cảm ơn và xin gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.